cảm ơn quý vị vẫn đồng hành cùng Việt Nam Ngày Mới sáng nay. Và bây giờ, Việt Nam Ngày Mới sẽ gợi ý cho quý vị một món ăn cho bữa ăn sáng của mình. Và thưa quý vị, phở Hà Nội là một món ăn sáng được yêu thích của nhiều người. Và để làm nên một bát phở ngon, không chỉ nằm ở hương vị nước dùng, mà còn là những loại gạo làm nên sợi bánh phở. Và hôm nay, mời quý vị hãy cùng biên tập viên Thanh Huyền cùng trải nghiệm món phở đỏ được làm từ một trong những loại gạo đặc biệt. Xin chào các khán giả của Việt Nam Ngày Mới. Sáng ngày hôm nay thì Huyền sẽ cùng với quý vị cùng thử trải nghiệm một món ăn có tên gọi là bánh phở đỏ tự tráng. Và vì sao thì nó lại có tên gọi là bánh phở đỏ, và trong món ăn này thì có hương vị cũng như là nguyên liệu gì đặc biệt, thì hãy cùng với Huyền trải nghiệm ngay bây giờ nhé. Em chào anh. Xin chào các khán giả, xin giới thiệu với các khán giả, đây chính là anh Tuấn Anh, chủ của quán phở A Đỏ nằm trên phố Nguyễn Trung Trực. Và ngày hôm nay thì em cùng với cả các khán giả của truyền hình Quốc hội rất là muốn đến đây để cùng thử thưởng thức món bánh phở tự tráng. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về món ăn này với các khán giả được không ạ? Anh chào Huyền, chào khán giả của đài truyền hình Quốc hội. Ngay nói đến phở bò Việt Nam thì đã là một món rất đặc biệt rồi. Còn ở quán mình thì nó có một chút đặc biệt hơn, đó là bánh phở được làm từ gạo đỏ, thêm thành phần của gạo đỏ vùng cao. Và nó được tráng trực tiếp tại quán đấy, đảm bảo độ sạch 100%, 100% từ gạo, không phụ gia, không hóa chất đấy. Nghe cái tên bánh phở đỏ thôi thì chắc hẳn là các khán giả cũng sẽ rất là tò mò. Đây có phải là những miếng bánh phở đã được tráng bằng tay và phơi lên đây đúng không ạ? Đây là bánh phở anh vừa tráng xong đang phơi để làm cho bánh nó ráo. Bánh khi mà ráo bánh thì bắt đầu mình thái và để làm phở cho khách. Okay. Thế thì ngoài việc là nguyên liệu là bánh phở thì được làm từ gạo đỏ của vùng cao thì cũng đã là một thứ đặc biệt rồi. Thế thì còn cái nguyên liệu để làm nên một bát phở A Đỏ thì nó có cái hương vị hay là những cái phần gì đặc biệt tiếp theo không ạ? Có chứ em, nó sẽ có một đặc trưng riêng của quán. Dạ, như là một anh là Linh lức dùng là 100% từ xương bò, xương ống bò, và được Linh trong thời gian là từ 20 đến 22 tiếng. Thực ra thì em thì cũng đã thử ăn phở bò ở khá là nhiều nơi rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì chắc là một phần nữa là rất là đặc biệt từ bánh phở, và một phần nữa là hương vị sẽ rất là đặc trưng. Thế thì quý vị khán giả hãy cùng với cả Huyền thử trải nghiệm món ăn phở tự tráng, phở đỏ tự tráng ngày hôm nay nhé. Anh cho em order một suất. Ở đây thì mình chắc là có nhiều loại đúng không ạ? Có rất nhiều loại, nhưng anh nghĩ là nếu mà Huyền trải nghiệm thì anh sẽ làm cho Huyền một bát là tái nạm gầu đi. Tái nạm gầu. Đặc trưng của quán đấy đúng không ạ? Rồi. Vâng, thế thì em sẽ thử thưởng thức một bát tái nạm gầu. Ok. Quý vị hãy cùng thử.